Các bạn muốn giảm cân thì mình ăn món salad trộn như thế này nè các bạn. Công thức là làm rất là đơn giản luôn, là chỉ cần có là salad nè, cà chua nè, dưa leo nè, và một ít hành tím nè. Sau đó mình sẽ cho dầu giấm lên và mình sẽ cho thêm mayonnaise lên nữa, là có một món ăn cực kỳ ngon. Món này thì mình sẽ dùng để giảm cân nè các bạn, đẹp da nè, đẹp dáng nè, và ăn rất là mát luôn á các bạn. Như vậy là mình cũng vừa làm xong món salad trộn rồi nè các bạn. Các bạn cũng thử làm cho nhà mình dùng nha. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.